Xin chào toàn thể anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Dubai Care. Thời gian vừa rồi sau khi VF3 ra mắt thì đã được rất nhiều anh chị tin tưởng và sử dụng mẫu xe này. Kèm với đó nữa là nó có rất nhiều những cái trang bị, rất nhiều những cái option nâng cấp đó. Thì ngày hôm nay ở trong video này, chúng em sẽ cùng với anh chị phân tích hai vấn đề. Đó chính là thứ nhất, những trang bị nào sẽ phù hợp với dòng xe VF3 này. Và thứ hai, đó chính là VF3 sẽ phù hợp với những đối tượng khách hàng nào, phù hợp với những anh chị nào đó. Ok, anh mình bắt tay cái. Ok để, anh lấy năng lượng để làm một video thật là phan phan cho anh chị em nhé. Okay, anh. Về cái vấn đề thứ nhất đó chính là về trang bị. Những trang bị nào phù hợp với chiếc xe VF3, phù hợp với tất cả mọi người đang sử dụng VF3 anh ạ. Trong thời gian vừa rồi anh em mình làm rất nhiều xe. Dubai Care nhà mình cũng làm rất nhiều xe rồi. Đó. Cái quá trình thời gian từ ngày 1 tháng 8 ấy, có nghĩa là cái thời gian mà từ cái ngày mà những cái con VF3 đầu tiên anh mình nhận xe ấy, vâng. Đầu tiên đến bây giờ hôm nay là đầu tháng 11 rồi. Là được 3 tháng. 3 tháng. Nhờ. Một cái điều may mắn là đối với Dubai Care được rất là nhiều anh chị sở hữu VF3, đã và đang sở hữu VF3 tin tưởng và ủng hộ rất là nhiều. Chiếc xe VF3 này ra mắt thị trường thì nó là một cái mẫu xe mini, mẫu xe mà đô thị, nhưng nó còn rất là nhiều những cái điểm yếu. Với cái giá thành mà trên 200 triệu thì chắc chắn là những cái option mà đi kèm chiếc xe này thì cũng không thể đầy đủ và đáp ứng được cho tất cả mọi người được. Đúng rồi. Thì cái thời gian vừa rồi thì anh em mình cũng nghiên cứu ra rất là nhiều những cái trang thiết bị và có thể lắp đặt thêm cho chiếc VF3 này, vâng, có thể phục vụ mọi người trải nghiệm chiếc VF3 này tốt hơn, để giúp nó cùng khách hàng nhà mình, đúng không? Vâng. Và các anh chị chủ sở hữu có thể có cái trải nghiệm tốt hơn và đồng hành với nó hàng ngày, vâng, để thuận tiện hơn, đúng không? Dạ vâng, vâng. Đó thì em mới hỏi anh Duy ở ngay lúc đầu tiên nhóm trang bị nào phù hợp với VF3 đó chính là thứ nhất là về cái thiết yếu khi mà sử dụng những trang bị nào thiết yếu nhất, đúng không? Thiết yếu nhất. Đúng rồi. Đó. Thì một chiếc xe mua mới về thì chắc chắn là mọi người cũng biết rồi, rất là nhiều clip mình nói rồi, là việc đầu tiên là phải dán phim cách nhiệt đã, dạ, đúng không? Đối với VF3 là hay là chiếc xe nào ở trên thị trường Việt Nam cũng vậy, về là phải dán phim cách nhiệt đầu tiên, xong sau đấy là những cái trang thiết bị cơ bản như thảm sàn, cam hành trình, đúng không? Những cái option, rất là nhiều option và những brand nhãn hiệu khác nhau để mọi người có thể lựa chọn. Đúng rồi. Rồi là về cái đèn, đúng không? Đèn của VF3 thì nó là đèn projector có sẵn, nhưng mà bên trong thì này là bóng halogen, thì mọi người có rất là nhiều cái sự lựa chọn có thể thay thế khác nhau. Có thể là cắm zin là có thể thay thế bóng đèn led, chi phí tối giản về chi phí, đúng không? Hoặc đúng là rồi, có thể thay bi led đấy. Xong rồi là rất nhiều gói độ về mi đèn, xong rồi đèn, xong rồi mắt, xong rồi là mặt ga lăng khác nhau, cực kỳ nhiều option, đúng không? Vâng, đúng không? Vâng. Anh chị em mà theo dõi những cái kênh truyền thông của Dubai Care thì chắc là mọi người cũng có thể biết tới rồi. Đó, thì về những cái trang bị cơ bản thì sơ lược như vậy thôi, đúng là rồi, những cái gọi là thiết yếu nhất rồi. Đó, và được nhiều anh chị em lắp nhất khi mà đến với Dubai Care nhà mình. Đó, anh em mình sẽ cùng bỏ qua cái vấn đề về trang bị thiết yếu đi. Thiết yếu, tại vì nó chung chung quá, đúng không ạ? Nào, thế thì anh em mình cùng xem là cái trang bị nào ở đây là cái trang bị cần thiết nhất cho VF3. Đúng rồi. Đấy. Mình đi từ ngoài vào trong nhá. Vâng, ok. Đây, bật chìa khóa luôn này, mọi người thấy này. Đấy, mọi người thấy cái sự khác biệt chưa? Đây chính là một cái sản phẩm mà đến thời điểm bây giờ mà tất cả anh chị em rất là mong đợi luôn. Bởi vì rằng là cái bản thương mại thì vẫn chưa có trên thị trường. Thì đây chính là một trong những cái bản mà thương mại đầu tiên này. Thì dự kiến là khoảng từ 15 đến 25 tháng 11 là cái bản thương mại hàng sẽ về đến tay anh chị em và rất là nhiều những đơn đặt hàng rồi. Bởi vì với cái gương điện nguyên bản của xe VF3 đây, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đấy, nó là cái gương hoàn toàn gập bằng cơ, điều chỉnh bằng tay thì anh chị em ai cũng biết rồi. Thì mọi người đang rất là mong chờ cái mẫu gương điện như thế kia. Khi mà khóa xe, gương sẽ tự động gập, mở xe, gương sẽ tự động mở và có nút điều chỉnh mặt gương, có thể điều chỉnh mặt gương quan sát ở phía bên trong. Dạ vâng, đúng rồi. Những vào những cái đoạn đường hẹp ấy mà khi mà mình cần gập gương thì mình ấn nút là gương sẽ tự động gập. Và đặc biệt cái gương nguyên bản theo xe ấy thì nó cao nhưng mà cái chiều ngang nó không đủ có thể quan sát đằng sau, thì cái bản mà gương điện anh em mình nghiên cứu và ra mắt thị trường ấy thì nó
được mở chiều ngang ra là 2cm để mọi người có thể dễ dàng quan sát phía sau hơn. Dạ vâng. Đó. Em bổ sung thêm một chút nữa với anh chị về cái sản phẩm gương điện này. Khi anh Duy đang nói hơi bị thiếu, anh chị thông cảm ạ. Đó chính là cái phần cảnh báo điểm mù. Đó là một trong những option có thể nâng cấp thêm. Dạ vâng, cái đấy là option có thể nâng cấp thêm nếu như mà anh chị có nhu cầu nhá. Đó, nó sẽ có thêm tích hợp thêm cả cảnh báo điểm mù cho anh chị. Nhiều anh mua xe cho mẹ, mua cho vợ, xong rồi mua cho con gái nữa. Vâng. Đấy, thì các chị, các mẹ, các em ngồi ở cái ghế ấy, cái hàng ghế lái ấy, thì nó rất là thấp. Vâng. Nó chỉ có thể điều chỉnh 4 hướng được thôi, không có cái chức năng điều chỉnh lên xuống. Thực ra là cái lỗi là lỗi ở anh em mình. Trong quá trình đầu cái job mà đặt cái ghế điện 6 hướng ấy, mình đã đặt với nhà máy rồi. Là yêu cầu phải làm ghế điện 6 hướng nhưng mà thời gian đầu thì nó bị fail. Yêu cầu là phải làm một cái bộ điều chỉnh 6 hướng, không chỉ là tối ưu về giá thành cho khách hàng, tối ưu về vận hành, mà phải làm sao mà nhu cầu khách hàng, những anh chị ở tỉnh ấy không thể đến nhà mình được ấy, thì cũng có thể gửi về cho anh em gara ở tỉnh có thể dễ dàng lắp đặt được và thay thế được. Thì cái bộ ghế điện 6 hướng là cũng dự kiến là trong tháng 11 này mình sẽ chốt mẫu và ra cái bản thương mại luôn sau cái sản phẩm gương điện. Đấy thì anh chị, trong tháng 11 nhà em sẽ có thêm 2 sản phẩm mới và cực kỳ là tiện ích đó cho anh chị khi mà vận hành VF3. Đó chính là, một là sản phẩm gương điện cho VF3, thứ hai nữa là ghế điện 6 hướng. Thời gian tới khi mà có hàng là anh em mình sẽ công khai luôn cho anh chị. Ok, anh chị luôn. Không cần phải đợi, không cần phải ngóng nữa. Cũng rất là mong được anh chị ủng hộ 2 sản phẩm này nha em. Rồi, tiếp theo đi. Ngoài 2 cái trang bị thiết yếu như thế, tiện ích như thế, thì còn có những trang bị nào để gọi là tô điểm thêm không anh? Nó gọi là những cái trang thiết bị có thể lắp đặt và hỗ trợ lái xe trong cái quá trình di chuyển hàng ngày. Giúp anh chị có thể trang bị thêm cho chiếc xe VF3 của mình đúng không? Dạ. Vậy thì anh phải chia sau quá trình đấy thì anh nghiên cứu ra rằng là anh phân tích ra là có hai mục đích sử dụng khác nhau đối với chiếc xe VF3 này. Mục đích thứ nhất là một chiếc xe để phục vụ mục đích di chuyển hàng ngày, đi làm hàng ngày và sử dụng công việc hàng ngày ấy. Đấy là chỉ cần những cái nhu cầu cơ bản thôi. Và có một cái mục đích thứ hai khi sử dụng chiếc VF3 này anh mới phát hiện ra và rất nhiều những khách hàng đã chia sẻ với anh, đó là một chiếc xe chơi. Một chiếc xe đô thị, một chiếc xe để chơi ấy. Vâng, phải công nhận với anh chị là thời gian vừa rồi nhà em không chỉ lắp đặt những trang bị thiết yếu cho VF3 đâu. Và cái số đông khi mà anh chị đến nhà em ấy thì đa phần là VF3 mua về để lắp chơi anh chị em ạ. Đúng rồi, nhưng mà đi về cái mục đích là những cái trang thiết bị mà có thể lắp đặt cho những khách hàng mà sử dụng hàng ngày đi. Dạ. Đúng không? Không tính đến xe chơi. Vâng. Xe chơi gạt về sau nhá. Đây là một chiếc xe mà gần như là mọi người nhìn từ ngoài vào thì mọi người có thể thấy mục đích sử dụng đấy, như mình vừa có nói từ trước rồi rằng là một chiếc xe mua mới về cần làm những gì. Thứ nhất là dán phim, cam hành trình là một trong những cái mà kiểu lôi quân 35 dùng một giờ ấy. Vâng. Không may mà trong quá trình mình đi di chuyển ngoài đường thì có vấn đề gì xảy ra thì có cái để check lại. Đúng rồi anh. Đúng không? Cái cam đấy để nói chung là lôi ra cãi cọ là mình đúng thế này thế kia. Dạ, đúng không? Rồi là thảm sàn là cái bắt buộc rồi, bởi vì chiếc xe VF3 khi giao đến tay người dùng thì không có thảm sàn theo xe. Thì rất là nhiều những cái mẫu thảm sàn khác nhau như Huvi, Kasen, Lavo, Kata. Rất là nhiều những option khác nhau để mọi người có thể lựa chọn này. Đấy, xong rồi là bóng nét. Bóng nét cũng là một trong những option mà mọi người lên thay thế, bởi vì cái bóng halogen thì tất nhiên là nó không thể sáng bằng bóng nét được. Thì có hai phương án, một là mọi người thay bóng nét hoặc là thay bi led đúng không? Thì cái đèn đề mi này thì sẽ được tặng theo rồi. Trang bị dán điểm thêm thì ví dụ như là mọi người đến Dubai Care thì có thể dán tặng cái môi chề phía đằng trước này chẳng hạn, đúng không? Và phía bên trong có một cái option rất là hay do Dubai Care phát triển ra, đó chính là cái màn Odo, đúng không? Đó. Đó là một cái màn all-in-one, cái màn Odo phía sau vô lăng. Thì là phải thể hiện tất cả các thông tin ở trên màn hình trung tâm sang rồi. Đúng rồi. Đúng không? Từ tốc độ, lên, nhiệt độ, pin, tất cả mềm vân vân và mới mây. Vâng. Ngoài ra thì còn có mở cửa 3D, xong rồi đóng mở cửa. Dạ, vâng, hay vâng. Là hiển thị mở cốp, hiển thị đèn. Dạ. Đúng không? Ừ. Rồi, những option quan trọng nữa này, đó chính là cảnh báo áp suất lốp. Đấy, có nghĩa là hiển thị cái thông số áp suất của lốp lên trên trực tiếp cái màn đó. Dạ, vâng, đúng rồi. Có một cái option nữa mà mọi người cũng có thể thấy rằng là thừa, mọi người nghĩ là thừa khi mà di chuyển sử dụng chiếc VF3 này, đó chính là cái cam lề. Chiếc xe VF3 là xe đô thị thì chứng tỏ nó phải sử dụng mục đích là đi luồn lách vào những con ngõ nhỏ rất là nhiều. Đúng rồi. Thì cái đặc biệt là những cái ngõ chợ ấy, những cái cô, những cái bác mà bày hàng ra ngoài mặt đường, vâng, em để nhiều đấy, quá. Khi mà mình đi xe qua những cung đường đó thì các chị, các cô, các anh chỉ cần bật xi nhan hoặc là bật cái tính năng cam lề ở trên cái màn hình ngõ đo đấy của đúng mình rồi. Lên thôi là mọi người có thể dễ dàng quan sát và thuận tiện hơn rất là nhiều. Một cái nhược điểm trên con VF3 là mỗi lần mà tắt máy đi khởi động lại xe thì nó không tự nhớ điều hòa, thì cái màn hình odo đấy của mình là có thể giúp là nhớ điều hòa. Thời gian tới thì nâng cấp thêm option là cam lùi.
đấy, thông qua những cái thông tin mà anh Duy vừa chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm màn áo đo, thì em xin tóm tắt lại một chút nữa về cái sản phẩm này. Chiếc màn áo đo này thì được lắp đặt như zin phía sau vô lăng, dễ dàng quan sát, cảm giác zin hoàn toàn. Đúng, cảm giác zin hoàn toàn 100% luôn anh chị nhá. Thứ hai nữa, nó sẽ hiển thị tất cả những cái thông tin của xe. Và tiếp đấy là nó sẽ tích hợp được thêm cái option đó chính là cam cạp lề, cảm biến áp suất lốp. Thứ ba đó chính là nhớ điều hòa. Và thời gian tới thì nhà em đang nghiên cứu thêm một cái option nữa, một cái tính năng nữa, đó chính là camera lùi tích hợp trên màn ô tô. Đó. Thì hy vọng sẽ có sản phẩm hoàn thiện sớm nhất đến tay anh chị. Đó. Ôi, mới đầu anh cũng không nghĩ rằng là cái sản phẩm này nó lại hot và mọi người dùng nhiều thế đâu nhé. Đấy chính là cái camera 360 dành cho VF3. Mình thì bản thân mình cứ nghĩ rằng là bởi vì mình là người đàn mình lái xe nhiều rồi mà. Lái xong con VF3 thì mình chỉ cần cái cam lùi là xong thôi. Và là có thêm cái option là hai cam cạp lề của mình, màn hình đo. Nhưng mà mình không nghĩ là nhu cầu của trên thị trường hay là tất cả các khách hàng nhà mình lại cần cam 360 nhiều như thế. Đấy, thì trên thị trường bây giờ cũng rất là nhiều cái mã 360 khác nhau, thì cũng có một cái mã 360 của Dubai Air trực tiếp phát triển ra. Dạ. Nó hiển thị đầy đủ, bao gồm cả cam lùi này, xong rồi cam hai bên và cam phía trước luôn. Như anh có nhắc đến một cái trang bị thiết yếu khi mà vận hành ấy, đó chính là cái camera hành trình. Gọi là nuôi quân 3 năm dùng một lần. Đúng rồi. Thì nhà mình đang có thêm một dòng sản phẩm để thay thế, thứ nhất là thay thế cái cam hành trình này. Thứ hai nữa là hỗ trợ anh em ghi hình tốt hơn. Đúng không? Và nữa đó chính là nó tăng được cái tính thẩm mỹ của nội thất xe. Đó chính là cái bộ sản phẩm AZ Cam. Đúng rồi, chính đó, xác. Cái bộ sản phẩm AZ Cam này của nhà em, sau khi chiếc VF3 này được ra mắt thị trường thì được rất rất nhiều anh chị tin tưởng và sử dụng và lắp đặt. Best sale luôn ấy. Best sale luôn. Và gần như nhà em cháy hàng. Em xin phép được nói qua một chút về cái dòng sản phẩm AZ Cam này. Nó sẽ được tích hợp camera hành trình trước và camera hành trình sau. Tiếp đấy là nó sẽ có thêm được một cái tính năng nữa, khi mà anh chị về số error, về số lùi á, là nó sẽ hiển thị thêm được cái vạch căn để cho anh chị lùi chuồng một cách dễ dàng hơn. Còn nếu như mà trong cái những cái thời tiết ví dụ như là buổi trời tối hay mưa phùn hay thời tiết nó nhá nhem chẳng hạn, anh chị em không thể nào mà sử dụng cái gương zin của VF3 để quan sát được phía sau đâu. Nó thực sự là khó quan sát. Thì cái sản phẩm gương điện tử này thì sẽ hỗ trợ anh em nhìn một cách cực kỳ sắc nét. Rồi, tiếp theo về cái nhánh phân tích của anh, đó là cái nhánh thứ hai. Xe chơi. Chính xác. Đó, em rất là thích cái nhánh phân tích này. Và tiếp đấy nữa là cũng đang rất nhiều anh chị quan tâm đến những cái option gọi là để chơi. Để chơi một chiếc VF3, làm sao mà cho nó đẹp và phù hợp. Thì giới thiệu với mọi người một chút về chiếc xe VF3 màu vàng này. Đây là chiếc xe của anh Việt. Anh Việt Chốp, cái nhĩ tông là Việt Chốp đấy ạ. Đó. Thì chiếc xe này cũng đã được lên rất là nhiều những món đồ liên quan đến chơi xe. Đó. Chiếc xe này là một chiếc xe mà anh Việt cũng khá là tâm huyết. Bởi vì anh cũng theo anh ấy từ ngày đầu, từ khi nhận xe mà khi quyết lấy con xe này ấy, thì anh Việt cũng alo cho anh hỏi là có nên lấy hay không. Thì anh bảo chốt lấy. Sau khi mà hoàn thiện đến mức này rồi thì anh Việt cũng khá là tâm huyết với chiếc xe này đấy. Mọi người có thể nhìn qua về bề ngoài của chiếc xe VF3 này, đúng không? Một cách chơi một cách đơn giản thôi, nhưng mà mình nghĩ là rất là tinh tế đấy. Chiếc mâm này nhá, là chiếc mâm thứ hai rồi. Mâm đầu tiên anh ấy thay cũng là mâm 6 cây như thế này, nhưng mà là màu đen nhám. Thì hôm qua là mới sang nhà mình thì đổi sang cái màu ngoài này gọi là màu chrome, gọi là màu mình hay gọi là màu titan. Nói chung là cũng rất là tâm huyết đấy, rất là đẹp. Cái lốp này thì mâm thì là vẫn là mâm 16 inch ETA 35 để đảm bảo cái việc rằng là nó không bị, khi đánh lái nó không bị cà vào cây càng A. Nên mọi người để ý nhá, phải là mâm 16 inch và ET là 35. Và cái lốp này cũng đã được thay bằng một cái cặp lốp nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và có thông số là 205/60R16. Đấy, thì mọi người cứ theo cái thông số mâm lốp như này mọi người triển khai thì nó sẽ đảm bảo an toàn trong cái quá trình di chuyển cho mọi người. Nhưng mà về cái mặt thẩm mỹ thì mọi người thấy có ưng không? Nó hợp với chiếc xe. Tiếp theo nữa là em thấy xe của anh Việt này cũng đã được dán đề can cái phần nhựa nhám ở đây rồi. Đó, cái phần này thì do cá nhân sở thích của từng người, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa, cả nóc đen như lúc nãy có chia sẻ với mọi người về cái việc là muốn tô điểm thêm, trang trí thêm vẻ bề ngoài của một chiếc xe VF3 làm sao cho cá tính hơn ấy. Thì đây là một cái sự lựa chọn mà rất nhiều anh chị qua nhà em cũng đã từng làm. Đó chính là cái phần dán nóc đen. Đấy, thì em xin phép không nói sâu quá về cái này. Anh Việt rất là tinh tế nhá, em để ý đây. Tất cả những cái phần lẹp rôm này, cái mặt ga lăng đều để màu đen hết. Vâng. Đúng không? Môi chề cũng dán màu đen và tất cả phần nhựa sần bên dưới này cũng được dán thành màu đen bóng. Thì nó kết hợp giữa hai màu vàng bóng và đen bóng với nhau. Vâng. Xong cộng với việc là điểm lóc đen, vai đen, cộng với giá lóc cũng màu đen luôn. Đấy, thêm một cái option nữa là cái giá lóc này. Thì cái giá lóc đến thời điểm bây giờ thì nó là bắt zin hoàn toàn vào cái gọi là cổ lỗ ốc chờ ở trên chiếc VF3 này và rất là chắc chắn luôn. Và rất là nhiều mẫu khác nhau, cái mẫu này bo tròn, có mẫu thì vuông. Đấy, có thể là lắp thêm cái option gọi là
thang bước lên, hoặc là một cái hộp để đồ bên cạnh, xong rồi một cái hộp để đồ phía trên nữa. Ok, thì vừa rồi chúng em cũng đã vừa chia sẻ với anh chị về hai chiếc xe VF3 mang hai cái phong cách, hai cái nhánh phân tích vừa rồi anh em mình vừa phân tích, đó chính là một chiếc xe để đáp ứng đủ những cái nhu cầu đi trong đô thị, ngon bổ rẻ, đầy đủ tiện ích. Và thứ hai đó là một chiếc VF3 mang tính chất là xe chơi. Chơi. Ừ. Và xe đi phố, đi cà phê. Vâng, đó gọi là xe thể chơi. Phong cách của mình qua một chiếc xe VF3 như thế này. Và đặc biệt là vừa rồi nhà mình có rất là nhiều những cái phiên bản xe chơi khác nhau nhá. Cố gắng là sâu hết cho anh chị có thể tham khảo trên các nền tảng. Vâng. Thì bây giờ anh em mình cùng nhau đi phân tích cái vấn đề thứ hai mà em đặt ra ngay đầu video, đó chính là xe VF3 này thì nó phù hợp với những tệp khách hàng nào và những đối tượng khách hàng nào là những đối tượng thực sự cần thiết để sử dụng chiếc xe VF3 này. Đúng rồi, chính xác, hay đấy, câu hỏi rất là hay. Anh có câu chuyện này anh chia sẻ với cả Đại, với cả tất cả các bạn và các anh chị rằng là em đã từng rằng là tiếp rất là nhiều các anh chị đến nhà mình làm dịch vụ. Thì có anh thì đi Land Cruiser, có anh đi Porsche Cayenne và có rất là nhiều anh khác đi xe sang khác nữa. Nhưng mà anh có một anh đặc biệt là trong quân đội, hôm đấy anh có chia sẻ với anh rằng là nhà tao có Land Cruiser, tao mua xe này để mua cho chị, mua chơi, mua vui, chả biết có đi hay không, tùy chị mày. Nhưng mà sau quá trình mua ra một tháng đổi ở đây, anh qua nhà mình nâng cấp rất là nhiều món đồ khác nhau. Thì anh mới bảo rằng là từ khi mà mua con V3 này một tháng đổi ở đây là Land Cruiser của tao gần như là đắp chiếu. Khi nào tao đi đánh gôn, đi anh gốt hoặc đi công tác tỉnh thì tao mới đi thôi. Còn tao toàn đi VF3, bởi vì đi trong phố nó quá là tiện, đi nó quá là thoải mái, luồn lách thoải mái mà lại khỏe. Dạ, so với chiếc VF3 này, một trong những cái nhu cầu của khách hàng. Và nào là mua xe cho vợ, mua xe cho mẹ, mua xe cho con gái, mua xe cho con trai đi học. Ui nhiều lắm. Thì chiếc xe này nó phù hợp với tất cả những tất cái đối tượng, xong rồi có những đối tượng rằng là anh cũng hỏi là đây là chiếc xe thứ mấy của gia đình nhà mình rồi, thì đây là chiếc xe đầu tiên của anh. Anh cũng không tất cả thì vợ chồng con cái gia đình đều ở trên phố hết và anh không có nhu cầu đi chơi đâu xa đấy, thì anh mua con xe này để che mưa che nắng hàng ngày, xong rồi thỉnh thoảng chị đưa đón con đi học. Rồi là có cả anh chuyên đi ship đồ giặt là trước kia là anh phải đi xe máy hàng ngày để anh chở trên cái xe mà có hai cái thùng sọt đằng sau ấy để anh đi ship cái đồ giặt là cho những cái khách sạn hay cho khách hàng ấy. Thì ngày trước là anh phải chạy trên cái xe gọi là xe hai bánh mà phải gắn đi hai cái giỏ ở phía sau đấy, rất là vất vả. Thì bây giờ anh mua VF3 về anh chất hết lên xe, anh hạ bỏ luôn hàng ghế thứ hai đi anh chất hết đằng sau, nên đằng sau đấy anh chở hàng và đi giao hàng. Dạ, và giờ vân 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 bây giờ rất là nhiều cái đối tượng khách hàng hay là những cái nhu cầu mà mua xe VF3 và khác nhau. Dạ vâng. Đúng rồi. Thế thì điều này chứng tỏ rằng là chiếc VF3 này nó phù hợp với tất cả những đối tượng khách hàng, không cố định một đối tượng nào đâu anh chị ạ. Vâng, mà có lẽ thời lượng video đến đây cũng là khá dài rồi. Rất cảm ơn anh chị em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Mọi thông tin chi tiết anh chị có thể để lại comment hoặc liên hệ với đường dây hotline em để bên phía dưới phần mô tả. Hoặc anh chị nào đang có nhu cầu lắp đặt trang thiết bị cho xe của mình thì có thể tới trực tiếp địa chỉ Dubai Care số 68 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội để được tư vấn và lắp đặt phụ kiện trực tiếp. Vâng, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.